Kính thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, hôm nay trong chương trình này thì tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cái cách làm trực tiếp mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn cách đưa axit vào đàn ong để diệt bệnh trí nhỏ cho đàn ong ngoại. Vâng, bệnh trí nhỏ thì rất là khó điều trị, tuy nhiên không phải là không khách, có rất nhiều nhiều cách. Cho nên là để xử lý bệnh trí này thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cách làm thế nào để đưa cho cái axit này vào để điều trị cái bệnh trí nhỏ trên trên ong, để cho quý vị và các bạn thực hành cho nó đúng thao tác. Bởi vì khi đưa axit vào trong đàn ong là axit là một loại hóa chất rất là độc hại và nó có còn gây cả nguy hiểm cho bản thân chúng ta, như là da tay hoặc là vào quần áo, vào mắt mũi là rất là nguy hiểm. Bởi vậy nên chúng ta phải hết sức là cẩn trọng trước khi sử dụng đến vấn đề axit. Thì chúng ta phải chú ý việc đầu tiên là cái đến đảm bảo an toàn cho cái khi chúng ta thực hành cái thao tác này. Quý vị và các bạn, trước khi chúng ta chuẩn bị đưa axit vào đàn ong thì việc đầu tiên chúng ta chuẩn bị là mũ bảo hiểm để tránh cho ong đốt vào mặt, để chúng ta thao tác cho nó đảm bảo. Thứ hai nữa là chúng ta phải chuẩn bị là, thứ nhất là găng tay để đảm bảo cho khỏi tránh cho axit vào tay chúng ta, để gây tránh bị bỏng cho tay của chúng ta. Găng tay. Và cái thứ ba nữa là chúng ta chuẩn bị cả khẩu trang để đeo vào miệng, vào để tránh sụp axit sụp lên mũi. Và đây là những cái tấm xốp mà chúng ta mua ở ngoài hiệu hoa, và chúng tôi đã mua ở đó và về đã cắt ra thành từng miếng như này. Mỗi một miếng như này tương đương với 5 cc của axit. Đây là axit formic. Thì chúng tôi đã làm như này thì để cho mỗi một cái miếng này nó sẽ là bằng 5 cc, hai miếng này thành 10 cc. Nếu như một nó đàn ong mà 10 từ 7 8 cầu đến 7 8 đến 10 cầu thì chúng ta cho hai hai mảnh này. Nhưng nếu mà một đàn ong từ 5 cầu trở xuống thì chỉ ra chỉ cho một miếng này thôi. Và chúng ta khi chúng ta đi găng tay vào thì là chúng ta sẽ chuẩn bị cho đưa vào axit. Đây còn đây là axit tôi đã chuẩn bị vào đây. Và chúng ta khi đây là cái que để gắp axit. Và chúng ta phải đi bao tay như này, tránh những trường hợp là chúng ta bị bỏng axit. Và đây là những miếng này chúng tôi sẽ cho vào đây và axit vào vào đây. Và chúng ta đảo lên. Một đàn ong như thế này thì ta gấp miếng này, chúng ta đàn như này chúng ta cho hai miếng vào quay thành thùng như này, cho vào vào cái thùng, và chúng ta có thể đánh axit này vào, người ta đậy thùng nắp thùng lại. Đó.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm tốt nhất để xử lý bệnh trí nhỏ bằng axit formic thì chúng ta nên sử dụng vào buổi sáng và một thời ngày thời tiết là mát mát trời, nhưng không nên chọn những ngày là nắng nóng quá, vì nếu mà nắng nóng quá thì rất ảnh hưởng đến ấu trùng của ong cũng như ong thợ. Bởi vậy nên chúng ta phải chọn thời gian ngày thời điểm buổi sáng và mát trời, ta hãy sử dụng cái axit formic. Chúng ta có thể để nguyên đó một hai hôm nó sẽ tự khuếch tán và cái axit đó nó sẽ hết, bởi vì chúng ta làm buổi sáng là để ong già nó bay ra khỏi tổ, thì để tránh những cái trường hợp mà khi con ong không đi làm, không có sự giao tiếp bên ngoài không khí thì sẽ ảnh hưởng đến đàn ong. Bởi vậy nên chúng ta phải lưu ý về vấn đề thời gian và thời tiết để làm sao tốt nhất để xử lý cái bằng axit formic để trị cái bệnh trí nhỏ này. Trong quá trình xử lý cái bệnh trí nhỏ này thì chúng ta có thể là thời gian cách ly có thể 10 ngày sau chúng ta sẽ làm lại một lần thứ hai, thì cái lượng trí ở con ở trong đàn ong sẽ giảm xuống được khoảng 80-90%. Bởi là cái xử lý phải axit formic này thì để hết 100% cái bệnh trí nhỏ trên đàn ong ngoại thì không thể hết được, nó chỉ đạt đến 85-90% thôi. Bởi vậy nên quý vị và các bạn vẫn phải thường xuyên để ý và quan sát trên máy tổ để thực hiện những vấn đề này thường xuyên. Còn nếu như chúng ta sử dụng một cái biện pháp khác như để nhốt chúa hoặc là thay chúa thì nó cũng có thể hết 100% được. Thì những cái vấn đề này tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn ở những video trước. Sở dĩ là lần này tôi muốn thực trực tiếp về cái làm cái axit formic này để đưa vào đàn ong này là trực tiếp làm cho quý vị nhìn thấy được, để mang cái tính chất là bảo đảm an toàn cho quý vị và các bạn. Nếu như mà trong quá trình làm mà không may bị đổ axit hoặc là bị dính axit vào tay và chân thì chúng ta sẽ dùng cái loại muối ăn. Muối thì chúng ta sử dụng muối biển đấy, và chúng ta hòa nước muối đặc và chúng ta sẽ trà sát lên, sẽ rửa lên trên cái nơi mà bị chúng ta bị axit dính vào, thì để cái muối này nó có tác dụng nó sẽ vào, nó sẽ phân hủy cái axit để tránh cho chúng ta là cái vấn đề về về bị bỏng axit, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy nên trong video này tôi muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn, kính mong quý vị và các bạn hãy xử lý làm sao cho nó đạt cái hiệu quả tốt nhất. Video sau thì tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn ở những cái vấn đề khác. Chúc quý vị và các bạn thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu ủng hộ tôi thì hãy nhấn đăng like và nhấn đăng ký để ủng hộ, để cho tôi có cái động lực để chia sẻ tiếp cho quý vị và các bạn. Những bạn nào nuôi ong rồi, đã nắm chắc kỹ thuật rồi thì không cần thiết phải xem video này của tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn. Thank you.